Như thường lệ, cuối mỗi giờ chiều, một số người cao tuổi ở thôn Lĩnh Đông sẽ cùng nhau tập thể dục. Thế nhưng hôm nay không thấy bà Nguyễn Thị Hạc đến. Sự vắng mặt của bà Hạc khiến mọi người thắc mắc, vì trước giờ bà rất hiếm khi bỏ tập, trừ khi gia đình có việc đặc biệt quan trọng. Bà Hạc có 3 người con đã trưởng thành và lập nghiệp xa quê, sống một mình không vướng bận con cháu, nên bà dư giả nhiều thời gian. Thường ngày bà vẫn dậy sớm rồi đến giúp em gái ở cách đấy không xa bán hàng ăn sáng. Không thấy chị gái đến như mọi khi, em gái bà Hạc gọi điện nhưng không liên lạc được. Đã 2 buổi tập, bà Hạc vắng mặt, không tin tức gì. Thấy lạ, mấy người bạn rủ nhau ghé qua nhà tìm. Hai người thi nhau gọi, nhưng không thấy bà Hạc trả lời. Sốt ruột vì không liên lạc được với chị gái, em gái bà Hạc quyết định báo công an khu vực rồi cùng đến nhà bà Hạc. Sau khi tôi mở cửa ra thì hiện tượng là tôi mở ra, tôi quan sát thấy này, toàn bộ đồ trong nhà bị xáo trộn. Cô ấy làm là đầu quay, tức là đã có, khi mở ra đã có mùi thối. Đấy. Thì nguyên hiện trường tôi biết đây là vụ, không phải là vụ là chết bình thường, mà đây khả năng vụ cấp của giết người, nên tôi điện cho đồng chí trưởng công an và để nguyên, tức là giữ nguyên hiện trường không cho ai vào, đấy, để phục vụ cho công tác điều tra. Nhận được thông tin, hàng chục cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm của Phòng Điều tra Cảnh sát Tội phạm về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và các bộ phận liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi tiến hành song song. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ vùng mặt và cổ nạn nhân Nguyễn Thị Hạc, 54 tuổi, bị biến dạng. Nạn nhân tử vong do tắc nghẽn đường thở, thời gian tử vong trước đó tầm 48 đến 72 giờ. Các điều tra viên nhận định hiện trường chính của vụ án là buồng ngủ nối liền với phòng khách nhà bà Hạc. Tại buồng ngủ và phòng khách, đồ đạc bị xáo trộn. Chiếc tủ gỗ đặt sát giường bà Hà có dấu hiệu bị cậy phá, nhưng chưa xác định được số tài sản bên trong. Ngoài ra, trên bàn uống nước đặt tại phòng khách, các điều tra viên quan sát thấy 2 tô mì tôm đã ăn xong nhưng chưa rửa. Thân nhân của người bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin, thường ngày có thấy bà Hạc đeo một số nữ trang. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc thì số tài sản trên không có tại hiện trường. Tiếp tục kiểm kê tài sản thì nhận thấy chiếc điện thoại cùng xe máy biển kiểm soát 34N17038 của nạn nhân đã không cánh mà bay. Qua công tác khám nghiệm điều tra, khám nghiệm trường thì chúng tôi xác định và thu giữ được trên bàn uống nước thì có 2 chiếc bát, 2 đôi đũa, thế và 2 chiếc bát to, một chiếc thì đựng mì tôm ăn dở, thế và các cái vỏ trứng vịt nộm, thế và đặc biệt là có một cái chai rượu loại 1/4 lít ấy. Thế thì qua cái tài liệu này thì chúng tôi cũng có cái nhận định là trước khi mà chị Hạc bị giết thì có nhiều khả năng là chị Hạc cùng với đối tượng đã ăn uống và
có cái thời gian tiếp xúc với nhau, sau đó dẫn đến cái việc đối tượng giết chị Hạt và cướp tài sản. Vụ án giết người cướp của xảy ra vào thời điểm đầu năm mới ở một làng quê xưa nay nổi tiếng yên bình đã khiến người dân hết sức hoang mang, lo sợ. Nỗi khiếp đảm khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân bị xáo trộn. Thói quen đi chợ sáng sớm của người dân không còn. Mới nhá nhem tối, tất cả các con đường ra vào thôn đã vắng bóng người. Bóng đèn điện đường được thắp sáng xuyên đêm trước mỗi hiên nhà. Không khí hoang mang lo sợ bao trùm cả một vùng quê. Mấy hôm cháu nó mất ấy, là quay mấy cái ông đi qua đường này là không dám đi nữa. Ui giời, không ai đi vào xóm láng, là không ai hé được, tối tối là không dám đến qua cổng nhà cô thế nào. Hãy như thế cơ mà. Với mong muốn trấn an tâm lý của nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã quyết tâm nhanh chóng tìm ra thủ phạm của vụ án, buộc y phải đền tội trước pháp luật và trả lại công lý cho người bị hại. Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập với sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời là trưởng ban chuyên án cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, được điều động tham gia phá án. Ban chuyên án được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ từ 4 đến 5 trinh sát, nhận các nhiệm vụ khác nhau. Xác định đây là vụ án giết người chiếm đoạt tài sản, nên ban chuyên án tập trung truy tìm số tài sản đã bị cướp, đồng thời rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân. Một mũi trinh sát nhận nhiệm vụ lên đường truy tìm vật chứng của vụ án, gồm điện thoại, xe máy vòng vàng của nạn nhân. Hàng trăm chủ cơ sở cầm đồ, các cơ sở mua bán xe máy trong và ngoài tỉnh Hải Dương đều được các điều tra viên gặp gỡ và thu thập thông tin. Công an xã Phạm Mệnh phối hợp với ban chuyên án tiến hành xác minh, khoanh vùng các đối tượng trên địa bàn. Hàng chục đối tượng có liên quan đến tiền án ma túy, đánh bạc đều được gọi hỏi, song chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi. Cùng với đó, công an xã thường xuyên vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác các tội phạm có dấu hiệu khả nghi. Một mũi trinh sát khác nhận nhiệm vụ tiếp cận người nhà của nạn nhân để tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Bảy, em gái nạn nhân, cho cơ quan điều tra biết chị gái bà ly hôn từ nhiều năm nay, nhưng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con, cho đến khi chúng trưởng thành. Dù thất bại trong hôn nhân, nhưng bà Hạc lại có tinh thần lạc quan. Vì thế bà được nhiều người quý mến, trong đó có cả những người khác giới. Khi điều tra viên đề nghị bà Bảy cung cấp thông tin về những người bạn khác giới của bà Hạc, thì bà Bảy có đề cập đến hai cái tên. Một là người đàn ông tên Tâm, 55 tuổi, nhà ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hai là A Sổ, người Trung Quốc, nhưng không rõ nghề nghiệp, địa chỉ cụ thể. Chị Hạc này có một cái đặc điểm là quan hệ với rất nhiều người đàn ông, kể cả là người nước ngoài, như là các cái thương gia của Trung Quốc sang đây là mua các cái hải nông sản. Thế thì khi mà chúng tôi tiến hành đặt vấn đề để xác định đấy, các cái mối quan hệ có liên quan đến vụ án này, thì đầu tiên là tập trung vào những cái người có quan hệ sâu sắc tình cảm với chị. Thì do cái đặc thù và cái quan hệ rất là rộng, do vậy là gây cái khó khăn cho cái việc dựng đối tượng. Những người hàng xóm sống lân cận nhà bà Hạc cũng xác nhận với điều tra viên, thi thoảng có thấy người đàn ông xuất hiện ở nhà bà Hạc vào đêm khuya, nhưng họ không rõ quan hệ và thông tin gì về những người này. Từ những manh mối trên, ban chuyên án bố trí một mũi trinh sát thâm nhập vào các khách du lịch nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương để dò tìm hành tung của người đàn ông tên A Dổ.
mỗi trinh sát khác phối hợp với công an huyện Thủy Nguyên lần tìm manh mối của người đàn ông tên Tâm. Qua giả soát, hàng chục người tên Tâm hiện sinh sống và làm việc tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Các trinh sát đã tiếp cận được một người có dấu hiệu khả nghi nhất. Tại trụ sở công an huyện Thủy Nguyên, người đàn ông tên Tâm thành thật khai báo, cuối năm 2014, ông này có công việc tại huyện Kinh Môn, Hải Dương. Thời gian làm ở đây có quen biết bà Hạc, ít lâu sau do thay đổi công việc, nên ông Tâm quay trở về Hải Phòng. Kể từ đó, hai người không còn giữ liên lạc. Người nhà và chính quyền địa phương nơi ông Tâm sống xác nhận đêm xảy ra án mạng, ông Tâm có mặt tại địa phương. Đến thời điểm hiện tại, mũi trinh sát nhận nhiệm vụ lần tìm hành tung về người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc vẫn chưa có kết quả. Nhiều giờ đã trôi qua, trí lực của các cán bộ điều tra đã bỏ ra không ít, song đối tượng sát hại bà Nguyễn Thị Hạc vẫn là một ẩn số. Điều này càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng ngột ngạt. Trong khi chưa có thông tin về số tài sản bị mất cắp của nạn nhân cũng như hành tung của người đàn ông Trung Quốc, ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân. Đồng thời về mặt vận động quần chúng nhân dân, tố giác những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương trước và sau thời điểm xảy ra vụ án. Quá trình mở rộng điều tra, các trinh sát được người hàng xóm của nạn nhân cung cấp thông tin. Trước hôm xảy ra án mạng, bà Hà có khách từ phương xa đến. Cháu bảo bà ơi, hôm nay cháu đi học tập với bà đi, nhưng mà cháu về sớm tí, cháu không về muộn như bà được đâu, vì nhà cháu nó có khách. Thế bà thì cũng lại bảo là thế khách ở đâu, bảo khách liên quan đến nhà anh Dương Tám ở ngoài Nghi Nam, ở thôn ở xã Bà Mạnh này, nhưng mà anh ở thôn Nghi Nam ngoài kia. Bà có hỏi nó, hỏi câu Hạt một câu là thế khách mày ở đâu, thì câu Hạt thì nói là anh này anh tốt lắm là anh ấy ở ngoài, anh ấy là mãi tuyên quang cơ, nhưng mà anh ấy lại liên quan quan hệ coi là người nhà gì nhà anh Dương Ca Tám. Trong khi danh tính của người đàn ông tên A Sổ chưa thể xác định, giờ lại xuất hiện thêm những ẩn số mới khiến cho lãnh đạo ban chuyên án vô cùng đau đầu. Dù vậy, trách nhiệm trước nhân dân không cho phép các cán bộ điều tra được ngưng nghỉ dù là trong giây lát. Các điều tra viên lập tức tiếp cận người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện giữa bà Hạc với bạn, thì người này khai báo tháng 3 năm 2015, xưởng sản xuất của anh ta có tiếp nhận một người làm công tên là Hoàng Văn Tám, sinh năm 1973, trú tại xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 12 năm 2015, do xưởng ít việc nên đã cho phần lớn nhân công nghỉ, trong đó có Hoàng Văn Tám. Không lâu sau, tổ nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án cho biết đã tìm thấy chiếc xe biển kiểm soát 34N17083 của nạn nhân tại một cửa hàng mua bán xe máy ở thị trấn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ cửa hàng này cho biết sáng ngày 4 tháng 1 năm 2016, có một người đàn ông đến giao bán chiếc xe và anh ta đồng ý mua với giá 5 triệu đồng. Được đề nghị mô tả dáng người bán xe máy, nhân chứng cho biết anh ta cao chừng 1m65 đến 1m70, da ngăm đen, răng hơi hô, cặp lông mày khá rậm. Người đàn ông mặc chiếc quần vải, áo khoác ngoài màu đen. Được sự hỗ trợ của phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh Tuyên Quang, ban chuyên án đã cung cấp ảnh của Hoàng Văn Tám để nhân chứng nhận diện, thì người này khẳng định người bán xe máy cho anh ta có nhiều điểm tương đồng với người trong ảnh. Sự khẳng định của nhân chứng khiến cho cơ quan điều tra tin rằng Hoàng Văn Tám có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Những điều tra dày dặn kinh nghiệm nhất nhận lệnh đi Tuyên Quang để lần tìm manh mối đối tượng Hoàng Văn Tám. Làm việc với chính quyền nơi đối tượng cư trú thì được biết, Tám và vợ không có công việc ổn định, bản thân anh ta lại ham mê cờ bạc, có lần còn bị chính quyền kiểm điểm. Điểm đáng lưu ý là khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2015, Tám không có mặt tại địa phương, nhưng những ngày cuối năm thì lại xuất hiện trở lại. Giấy triệu tập được gửi đến nhà Tám,
nhưng vợ anh ta cho biết Tám đi phụ xây ở xã bên đã vài ngày nay. Tiếp cận nơi Tám làm việc thì ông chủ công trình cho biết anh ta làm được 2 hôm thì mâu thuẫn với đám thợ nên đòi lương rồi bỏ đi đâu không rõ. Sau đó một người dân báo với chính quyền địa phương là có thấy Tám xuất hiện tại một sới bạc trong xã Lâm Xuyên. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt thì Tám lại một lần nữa biến mất. Nhiều giờ kiên trì bám theo hành tung của đối tượng, có lúc tưởng như đã tóm được, nhưng hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Vài ngày sau nguồn tin báo về cho ban chuyên án cho biết, phát hiện một đối tượng nghi là Hoàng Văn Tám đang ẩn náu tại nhà một người quen trên địa bàn huyện Sơn Dương. Sau khi hội ý nhanh, ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác tỉnh Tuyên Quang phải nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng ngay. Khu vực Hoàng Văn Tám ở đó là khu vực một cái khu vực địa hình rất là hiểm trở. Trước mặt là sông Lô và đằng sau thì là đồi núi. Và đây là một khu rất là nhiều người dân tộc người ta tập trung sinh sống. Và bản tính của những người đấy là người ta bao giờ người ta cũng bênh tính đồng bào rất là cao. Nếu như tổ công tác chúng tôi lực lượng mỏng, khi vào mà đối tượng không chấp hành mà lại bị quần chúng nhân dân người ta hoặc gia đình nhà hắn ở đấy, anh em nhà Tám rất đông anh em, 7-8 anh em ở quây quần ở trong một khu vực một quả đồi như vậy. Thế mà tổ công tác vào mà tiến hành làm công khai như vậy thì sẽ không đạt kết quả, sẽ bị đánh tháo. Mà khi mà đánh tháo thì gây rất nhiều khó khăn cho cái việc xác định đối tượng và để cho đối tượng nhận tội rất là khó. Được sự trợ giúp của chính quyền địa phương nơi đối tượng đang ẩn náu, tổ công tác nhận nhiệm vụ bắt đối tượng Hoàng Văn Tám, đã phác thảo sơ đồ địa hình đối tượng xuất hiện, sau đó bí mật bố trí lực lượng chốt chặn toàn bộ các tuyến đường huyết mạch. Đúng lúc này, đối tượng phát hiện bị theo dõi nên đã tìm cách chạy lên núi nhằm thoát thân. Thế nhưng, tất cả các mũi trinh sát đều đồng loạt tấn công, buộc hắn phải từ bỏ ý định. Khi chúng tôi ập vào thì Hoàng Văn Tám ú ớ, nét mặt của hắn, sắc mặt của hắn đổi sắc nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường. Hắn tỏ ra là mình là người không hề liên quan đến việc bà Hạt và hắn nói không có mối quan hệ gì với nạn nhân. Tại trụ sở công an tỉnh Hải Dương, Hoàng Văn Tám khai nhận từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2015, hắn có xuống làm công ăn lương cho người quen tại huyện Kinh Môn. Đến cuối năm 2015, do hết việc nên Tám về lại quê nhà ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Đối tượng cũng thừa nhận thời gian ở Hải Dương có quen biết bà Nguyễn Thị Hạc, nhưng một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của bà này. Tám còn chỉ ra bằng chứng ngoại phạm là thời gian bà Hạc bị sát hại, anh ta đã không còn làm ở Hải Dương. Tiếp tục đấu tranh, điều tra viên đề nghị Tám cho biết về thời gian biểu của anh ta trong đêm ngày 3 và sáng ngày 4 tháng 1 năm 2016, thì Tám nói không nhớ rõ, cần thời gian để nhớ lại. Căn cứ mà để cho hắn tâm khẩu phục là cái tang vật của vụ án. Tức là nghe sau khi là bắt đối tượng thì sáng hôm sau chúng tôi khám nhà thì có thu được một cái lắc, một cái dây chuyền có đặc điểm tương tự như của nạn nhân. Và tổ công tác đã củng cố cái tang vật quan trọng nữa, đó là cái xe máy. Cái xe máy là cái truy nguyên là mang tính thuyết phục nhất để đối tượng phải nhận tội. Trước những chứng cứ và lập luận đanh thép của lực lượng điều tra viên, Hoàng Văn Tám không thể lý giải được vì sao tài sản của nạn nhân lại xuất hiện tại nhà của anh ta. Cuối cùng hắn buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bà Hạc để cướp tài sản. Tháng 5 tháng 6, 2015, tôi đi mua sim thẻ điện thoại, tôi đi bộ.
Thì đến cổng nhà chị ấy thì trời mưa, thì tôi nép vào cây nhãn tôi tránh mưa. Thì chị đứng trong nhà, chị lúc ấy tôi vào đường nước đã. Thì gọi lần thứ tư thì tôi mới vào, hỏi anh làm gì. Thì chị bảo không có chồng, thì có quan hệ tình cảm. Được khoảng mấy tháng, được khoảng hơn tháng thì chị hỏi vay tiền. Lần đầu tiên thì tôi cho chị vay 10 triệu. Chị bảo nắp cái nóng lạnh. Lần thứ hai thì chị vay 5 triệu. Thì tôi hỏi lý do. Lần thứ ba là 2 triệu, đó là tổng 17 triệu. Thì được khoảng đến tháng 11 là cái công ty của thằng cháu tôi nó hết việc làm. Thì tôi về nhà. Khoảng 1 giờ 1 rưỡi chị điện xuống chị trả tiền. Thì trong ví tôi lấy có 300 nghìn. Nhưng mà 1 giờ 1 rưỡi tôi bắt xe đi xuống Gia Lâm. Thì về Kinh Môn thì khoảng hơn 7 giờ. Thì chị điện vào, chị ăn cơm trước rồi mua mì, mì tôm, mì trứng, vịt lộn vào mà ăn. Thì vào ăn uống xong lên giường nằm xem tivi. Và em ngồi xem làm thứ cả ngày, ngồi xem mệt đau lưng lên bên giường nằm. Cái tiền đâu đưa em để sáng mai em về sớm. Cái đầu tiên chị bảo không trêu cái không có. Tôi bảo là chị già nó chỉ con, nếu không có lừa xuống tôi xuống đây làm cái gì. Và trong ví tôi còn 60 nghìn, không đủ tiền về. 4 giờ sáng tôi lại hỏi lần nữa, mà tiền đưa em vài trăm, không cần trả hết, không nào trả được. Chị cứ dứt điểm không có. Thế tôi bảo đi cắm xe, cắm gì cho em mấy trăm để em về, phải về, không ở được. Thế chị bảo đấy. Thế lần nữa chị bảo lấy cái gì đi cắm thì lấy. Thì tôi lần đầu tiên là tôi xuống bếp, tôi dòng xe dọa cho chị có đồng nào đưa cho để về. Thì gạt chân trống xuống thì bảo là định cướp à. Thì tôi lại gạt chân trống xuống, lại đi lên giường mà tôi chỉ vẫn nằm giường. Có tiền đưa cho em vài trăm về, có là em dắt xe đi cắm thật đấy. Thì lần thứ hai khoảng hơn 4 giờ thì tôi ngồi giường và đứng dậy lấy vớn bao thuốc bên bàn. Đứng dậy cái là chị hô cướp, hô to lắm. Thì tôi thật ra tôi hoảng loạn, tôi chẳng biết làm nào, vớ cái gối dí vào mặt chị, dí mồm. Vẫn thấy kêu giảm đi đây không ấy, thế là tôi vớ tiếp cái thứ hai tôi dí. Dí khoảng 4-5 phút thế là chị nằm im. Thì tôi ra lấy cầm chìa khóa, tôi dòng xe ra tôi đi ngược về Tuyên Quang. Về Vĩnh Yên thì hết xăng. Thì tôi mang vào, dắt vào hiệu cầm đồ, bảo cầm một tuần. Người ta mà bán thì họ mua, chứ cầm họ không mua, họ không cầm. Tôi mở ra cốp xe ra, thấy một cái điện thoại, một cái ví, một cái nhẫn vàng. Mỗi ví 400 nghìn. Cái nhẫn thì tôi về tôi đưa cho vợ tôi mà cất đi. Cái điện thoại tôi để trên cái nóc tủ quần áo. Cái 400 nghìn tôi tiêu. Sau khi điều tra vụ án này, thì cái trăn trở của người điều tra viên lớn nhất của chúng tôi là thấy rằng là những cái mâu thuẫn rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống, nó không đáng để cho hắn phải hành động phạm tội như vậy. Đây là một trong những lời cảnh tỉnh đối với những cái người mà có cái quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Lúc này, hung thủ gây ra vụ án đang phải trả giá do lỗi lầm của hắn bằng những năm tháng dài đằng đẵng sau cánh cổng trại giam. Giờ đây mọi sự ân hận tiếc nuối đều đã quá muộn màng. Kết cục bi đát của kẻ ác hy vọng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến những ai đang có ý định bước vào lối sống sai lầm.